Đây rồi, đây rồi. Ui, đúng đấy chứ các bạn ơi. Đây là nhà tôi các bạn ạ. Nhưng mà trước khi giới thiệu các bạn ngôi nhà biệt thự siêu đẹp của tôi sẽ xuống thay quần áo cho nó lịch sự tí các bạn nhé. Cất xe không học xe. Đội cho em trốn nha anh, đội, cảnh sát dí quá. Đéo được. Bắn em. Cái bộ này là bộ hôm tôi mặc để tôi đi chơi thằng xe mẹ. Tôi sẽ thay. Đấy, cái quả tóc này mới chính là anh này. À, đúng anh rồi. Đâu? Anh nào kêu đèo với nhỉ? Dép đâu sao đèo đi? À, nhà tao mới lau ấy, bỏ dép ra là đủ. Đấy, đưa ngồi chơi, pha nước của anh cái không gì mấy thằng kia đồn chơi. Anh xuống thay quần áo cái. Kê đây. Cảm ơn Đức Anh. Thỉnh thoảng mấy thằng em đến chơi các bạn. Thay quần áo, bảnh chọe tí chứ. Ui. Má mày trông mày kinh vậy. Ngon đâu. Không, đéo dám dây vào, trông ghê vậy. Bông mi à? Vào đi em. Em là Hiếu BD chứ. À, đây là nhà anh. Ui, trông bảnh vậy. Ừ, trông bảnh chọe vậy lại. Từ từ, có thằng nào nữa, có thằng Tài nữa đúng không? Còn em anh ơi. Vào đi Tài ơi. Vào nhà anh. Đến trai. Ui. Trông dân chơi vậy đấy. Ê, vào nhà đi. Ê, nhà của anh, nhưng mà anh em chỉ chơi trên khu vực trên rồi đấy nhá. Không, anh Tài giống Long Công vậy luôn. Trông chán rồi đấy. Không có gara anh đồ. Có, tí nữa anh xuống dưới anh giới thiệu cho mày bộ sưu tập siêu xe của anh. Nhưng mà cấm được lấy đi chơi nhá. Cái ống kính này quen quá, tao có nhiệm vụ nhìn ra ngoài không gian à. Chỉnh cái ấy ở đâu ta? Đây, phòng sờ chim của anh này. Đẹp không? Xoay. Được anh ơi. Định về đây. Không có cao. Nhưng mà này, sau này có tiền ấy, đúng lấy mẹ thiết kế này về làm nhà là đủ đẹp phải đái rồi nhở. Đẹp phải cứt ấy. Được không? Cái phòng gì anh? Đây phòng ngủ. Ai vào nhà vệ sinh nhà ai? Ôi. Xoay. Ôi. Đồ xịn quá. Mẹ mày có phòng vệ sinh nhà to con mẹ mày bằng cái phòng sờ chim của mình bây giờ mẹ rồi. Ủa. Nhưng mà sao ở đây nó có cái bộ đồ dành cho nữ vậy ta? Đâu? Chị em đang snack. Đéo có. Đâu ai snack ra đây nhìn đây. Nè nè. Ơ. Mẹ chúng mày đến đây ngủ cút con mẹ mày đi. Ném mẹ mê quá rồi. Làm sao mới mê quá. Kinh rồi đây. Đâu, đồ nữ đâu? Nãy giờ thấy cái bộ áo chưa kìa. Dậy đây, còn chuẩn bị đi cướp nào. Mẹ chúng mày, đến đây để ngủ đi à. Thôi lên tầng bàn việc lớn đây. Ngó nhà thế là đủ rồi. Rượu này. Lý. Làm hơi đi. Làm hơi đi, xoay vòng tròn đi. Rượu gì mà cứ cỡ. Rượu vang. Ui, đủ trái cây ấy mà. Đây, rượu này ăn uống được. Được đây. Ôi. Ờ, chai rượu trên bàn thờ nhà tao mà thằng nào mang xuống đây. này rượu thuốc anh. Nhanh thế mày. Ui, rượu đỏ đấy. Ờ, một chai rượu cũng. Đúng chai này giống như kiểu chai vang Đà Lạt mà hay mua để lên bàn thờ ấy. Giống với trường ạ. Này, có nước sữa tố rồi nè, rau má nè. Ui, quá combo này ỉa chết mẹ luôn. Còn lo sưởi vãi đái. Ôi, uống nhiều có làm sao không đấy? Không sao anh, ai? Hơi phê chị ơi. Ui. Được, ngon. Anh đầu nhìn em có cảm xúc không được? Không. Ui, anh đục. Đây là anh đội BD rồi. Trong tao triển không, ông ai? Không xem me gọi phu đến nhỉ? Ờ, thằng nào gọi gái đến đi. Không, nhà anh mời là anh phải được cơ. Nhà anh là anh phải mời cơ. Nhà anh mời á. Phải lìn, thế thôi đi sang nhà khác chơi, nhà nào gọi được gái đi. Mày xem cái đéo gì mà nhiễu thế. Camera nhà anh á. Ui thôi. Mà em cam lâu lắm rồi có gọi thằng bảo dưỡng lên đâu. Bật hoạt hình xem đi. Ơi có hoạt hình 18 cộng anh. Không xem hentai, xem các Cartoon Network đi. Ui có ống nhòm này, anh độ soi gái ở đây à. Ừ. Này đọc được cả cái biển hiệu burger các kiểu ở đối diện sọ ngõ cho tao luôn ấy. Full do bóc hù. Từ từ để em coi có số hoài không. Ơ tao nhớ là gọi số đến nước ngoài nhở. Đâu lần gọi trước về nhà. Lần trước mình chơi gái là chơi nhà hàng xe me. Nhà em có con Juliet nè. Juliet. Ê sang nhà Huy về chơi đi, có em Juliet nhở. Đi sang nhà Huy về chơi. Juliet đi. Juliet nè. Nhà Huy ở đâu ấy. Gái chỗ nào ta. Đi. Trong phần điện thoại. Đi cạnh nhà anh luôn. Đi. Cạnh nhà anh à. Có cần đi xe sang không hay đi bộ sang. Chắc phải đi xe anh ơi. Đi bộ cho nó heo thì. Sao bảo gần.
Đi bộ cho nó healthy and balance. Nó phủ bên cạnh anh. Bao giờ màn hình mới hết mờ vậy anh? Một lúc nữa. Mày lúc mà mày tỉnh. Mày ấy như này thì tao lấy xe kiểu gì thằng này, lùi cái xe này lại. Mẹ à, nào để cứu xe em vô thích thằng nào đỗ xe ở đây đây. Xe này phải của em ở đây. Em đi chờ xem em ngoài xe rồi. Rồi, xe em mà sao anh lấy xe em đây. Mày đi xe máy hay đi ô tô? Cho em đi chung. Xe thằng nào đâu chịu đường đây. Mua thành đồ cho em đi chung với. Đây 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 đây. Mẹ cho mày đi ngồi siêu xe luôn. Đi hòa gió trời nhá. Mũi chân này. Đây, đâu rồi? Ôi vãi lộn. Đi đây. Xin rồi. Ủa, xe này em rít được đấy. Nhưng mà nhà Huy ở đâu, nhà Huy ở đâu? Đi từ từ với đợi tao vậy nhá. Ôi, đi đường trên ạ. Đợi tao với. Ôi, chưa em à, em tưởng anh khủng lắm. Đồ quay xe. Nhà này tao thuê đấy. Đây mới là xe ô tô tao này. Đi. Đi, đi, đi. Xe này máy nó hơi lì đấy. Chứ khó ngồi đợi chứ. Đợi tao mới đi từ từ thôi. Kiếm vui của anh Độ này. Đeo gì hết rồi anh Độ ơi. Ôi, nhà nó lại còn trên đồi này nữa cơ á. Lên được rồi lúc không vậy anh? Được, mẹ cái thằng này tao đâm nữa ấy. Nhà hẻo lánh thế. Anh Độ ơi sao lên dốc chậm thế? Mẹ à, nó không nổ là may rồi. Chỉ xe mà. Don't say anything, I don't know. Letter này cứ gọi. Ê chúng mày đi từ từ thôi, đợi tao với. Mày biết đợi đánh rồi, từ đây họ tống à. Đi đi lên cầu thang, à, đi thang máy này, thang máy này. Chính ra nhà thằng Huy gần nhà tao phải đái chưa? Khu bên cạnh. Đấy bên luôn anh. Đấy, thang máy đâu rồi? Lâu ba, lâu rồi ba mất thang máy rồi. Ui ui ui, phải học, phải học, phải học, phải học. Đâu đâu đâu, nhà lâu, nhà lâu, nhà lâu, nhà lâu. Lùi 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 lạt hết rồi. Ôi, anh Đỗ không lùi nổi đâu. Đâu, nhà lâu, nhà lâu. Đây đây nhà này. Đâu đây. Rồi, à đây à? Đây này. Nhưng đổi lại cái nhà đó xe rồi. Thôi xe tao hơi dài, thông cảm cho chắn mẹ nửa đường rồi. À phải ra đây. Rồi mở hoạt hình coi nè. Ôi. Ai đâu thấy không ở đâu nữa. Đâu. Có. Đây rồi. Ôi, quả hoạt hình vậy đái thế. Này bọn trẻ con xem thì chết. Ôi sao lại xe me lại có cả phiên bản hoạt hình kìa. Đây nhà mày mà Huy Huế. Phải không? Nhà mày á, gọi đi. Đây nhà mày nhà mà, tao... tao bút nhà mày mà. Ui, rít lúc này thế nó phát nó mời em vào nhà nó. Ấy, nó bừng phát ơi. Các bạn ơi, tôi ăn thịt. Holy. À, nó cũng đến nhà tao này. Ô, quả hình vậy đái thế. Thế qua nhà mày thử đi, tao gọi nó ký bù xí rồi. Tao thoát ra xong tao bảo lại là nhà tao này. Ờ. Ờ. Cái hình mà. Đuổi rồi. Mẹ đuổi mẹ khỏi nhà rồi. Ờ, ai đủ đâu có nhà rồi. Bắt tuổi, bắt tuổi 4 năm nữa là mẹ. Bắt nó ra, anh đã hết rồi. Đâu? Nhà mày mà nhà tao đâu? À, mày nào mày? Mày mà không bảo à? Hả? Mày có bảo không? Ờ, cái gì đấy? Ờ, cái gì đấy? Cái gì đấy? Nổ xe rồi. Nổ hết xe vậy? Mẹ, thằng Snake nha, tao thấy mày ném mìn rồi đấy. Mang xe ra đi sửa đây. Tao giết giờ. Đây đây đây, phát mở cửa không, tầm 5 năm mà mày, 5 năm là bây giờ châu hành trình rồi. Em ơi châu Á nhá, gọi Google châu Á nhá. Châu Á mày. Em châu Á nên anh được. Ui, cho trông lực đó. Lực điên vậy. À đây thằng xì chút mà. Em mày phải ra đây ngồi đi. Hồi hộp quá. Có bắt TV ở đâu anh? Ui, mi cứ làm cái méo gì, là dọn mọ, dọn mọ. Đây rồi. Mở tivi này. Đọc hình này, đấy. Ôi, thang tới, phần tiếp theo, phần tiếp theo. Ui. Vào đi em ơi. Ui. Má, à, trông đen vậy. Đêm rồi còn bố em này làm anh ạ. Trời ơi. Ui. Ui. Má. Này mới nhụt ra hay sao anh ạ. Chưa em nhớ sâu quá mà. Hết quả bưởi luôn anh ơi. Ui, nhìn đổ giống Rhymastic thế. Trời ơi, mẹ, đây là châu Mỹ rồi mày. Ôi, đồ đây mà kiếm Rhymastic à. Có em, số em là châu Áo. Ui. Ui. Ừ. Mình đi, ui, con này mang vào rừng là nhỡ bị độc là nó nhảy cho độc tụt xuống đấy. Ta sơ. Toàn ra ngâm thôi anh trai. Không châu Á nào à? Sexy. Ôi, thôi, anh kéo nhảy với em đâu, anh xem hoạt hình. Thằng Hào nhảy với em nó kia kìa.
Để anh ta gây ngồi nhảy kìa. Chán quá kìa. Thôi. Đi đi em. You want another dance? Bố bảo em xin mời đến xem TV bà ơi. Oh please, I was gonna grind you good. Hơ, ta bảo mất công thuê đây rồi bảo lên bếp gọt những hoa quả ăn đi. Em, lên bếp gọt bao anh những hoa quả. Ôi em chết anh rồi, gọi cấp cứu ôi đi đâu à, chơi đồ. Chơi đồ sốc thuốc rồi. Ơ, à, là sao anh đi vậy, anh đèo tin Snake nó đi xe máy, quên mất. Không. Không. Xe này xe. Ê, máy là nhân tạo đàng hoàng á đồ ơi. Từ tao cứ tê. Mày em xe đéo, thôi đi chung xe đi. À, đi chung xe là... À, lái đi, lái đi. Không phải lái đi, tao đang cơm. Lái đi. Rồi, rồi, anh ăn cơm đi, đừng... Lái đi. Xe em mới đó. Mua, đừng làm gây mùi anh thôi. Ờ, xe này đẹp đấy, được. Ôi, nhưng mà ba nào anh? Đi ba nào, từ từ đợi thằng Huy Huy đó, đợi chủ nhà đã, nó thay quần áo ra. 1.900 tài ơi, 1.900. À, chỉ là anh, ok, em đi chơi nha. Đi 1.200, đi 1.200, bây giờ 3.200. 3.200 à? Ôi. Lộn gì đấy. Mẹ mà đỉnh đấy. Đâu đâu đâu, đi thử với em mà. Chúng ta đợi anh, tự nhiên anh làm vòng ra. Như bấm bấm mê là phọt tên lửa anh đội. Control cho nó nhỏng lên rồi, xong rồi ship là chuối xuống. Control lại nhỏng lên. Bấm mê là phọt tên lửa. Anh đi ra. Ôi ai bắn em đấy. Ôi nó cầm súng kìa. Đấy đừng nổ súng, đừng nổ súng. Nó chạy hết đấy. Ôi xịn đấy. Ui 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 con gái chạy ra ngoài đường ơi, con gái chạy mẹ rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, ơ mẹ mày tao ra, mày tao bây giờ mày về đuổi em kìa, mày 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 ba chân gái chạy ra chân mày nhau bây giờ anh được cứ bật tên lửa nó sợ nó chạy hết rồi. Hỏng hết kế hoạch gái chạy mẹ đi hết rồi chơi bời đéo nữa. Mình đổi quán anh ạ, đổi vai anh ơi. Ra quán khác rồi. Chơi nhạc. Xịn luôn kìa. Ra quán khác em ơi. Mẹ à. Béo tôi chọn khách. Ui, nhạc bấy à. Ôi, con Sion bạn anh gọi anh này, gọi qua chơi luôn nhá. Ok anh ơi, em bao cả quán á. Xem hàng đâu ơi, xem hàng đâu ơi. Phát ơi, Phát. Biết xem hàng. Đây. Đó, bàn đấy, bàn tầng 2 của mày hết đấy. Ui. Tao không được. Bắt cái VIP mới vào được. Tại vì đây. Rồi, ý mày tao không biết gì á. Thả đi, cứ thả đi. Ngáo sao được. Thôi hỏi nhỏ đi không tay. Ui. Ui em bắt nó này đi. Trông em nó tám quá rồi. Tám nó thì anh kết quả vệ sĩ trông đỉnh của đỉnh nhỉ. Ôi chào em biết lông mộng gà ơi. Để tao nó thừa cơm gái, sao đấy, để tao đó. À đâu đâu đâu. Đâu đâu à. À. Mang bộ nào đúng kiểu đi đi ba nào đấy. Vậy là trong đây không cho nó đem đồ ăn ra ngoài, cháu ngoài vô anh đồ ơi. Em nghĩ là anh đồ vứt đồ ăn ngoài nhá. Ủa bán gì vậy, bán vé à? Không nhờ, em đang tán con này. Ê, vào vào. Đây. Hello em nhá. Tối á, có tối vẫn chim mà. Ui. Đúng rồi, hộp đêm. Lên. Lên nhạc ở đây. Ở được em ơi, nhảy đi anh. Yeah. Nhảy đi anh em ơi. Hey, hey. Ủa, nhảy lúc nào, nhảy lúc nào. Ôi. Nhảy xuống trái đi, xuống trái. Nhảy đi, nhảy đi. Ua. Phải căn đúng nhịp, căn đúng nhịp nhá. Thôi không nhảy đi ra gì á? Đi lô tí lủng. Bấm mẹ theo rồi bấm xuống trái thì nhảy. Mẹ nhạc lên thế nhờ. Lên đồng, lên đồng. Ua, ua em nhảy xuống mọi người. Em mình cái đấy rồi nhờ. Lên đây, lên đây. Lên. Ua, nhạc hay thế nhờ. Nhảy cái đéo gì nhở? Nhảy chuột trái à? Nhảy chuột trái nhưng mà phải đúng nhịp anh ạ. Ôi chết mẹ anh đâu ơi. Lên mới xuống đường đâu ơi. Uầy, tao ba vòng rồi này. Em năm vòng về rồi. Tàu này hay phết nhở. Uầy, nhảy xúc lên hẳn này. Có nhảy không phép không bạn? Yo, không nhảy đôi anh nhỉ? Uầy,
Ủa anh đâu bấm ADWS rồi nhảy kiểu đổi kiểu ra anh. Xịn ba đài. Thọc tay ra kìa. Thọc tay ra, thọc vô lên anh. Lắm lúc đi chuyển đâu. Này, này đổi kiểu để móc cua này. Ui trời ơi. Đội nhảy cung quăng à. Ui, ui, múa quạt đây. À, ấn cách để kiểu sung hơn anh ạ. Cách là không, mày phải bấm chuột cho đúng nhịp đã. Không, ấn cách là lên đấy. Lên đi. Đang xinh. Ui, em múa quạt này. Ui, giơ tay rồi này. Lên, lên. À, cuộn chuột nó có cả style nữa này. À, bây giờ phải nhảy lại từ đầu rồi. Ờ, cái này hay nhờ. Lăn chuột lên đã đổi kiểu rồi anh. Ừ. Từ từ kiếm chỗ nào sáng hơn được, chỗ này tối quá. Đéo nhảy nữa làm như nào, thằng này bị cuốn rồi. Kép, lên lầu, lên lầu, lên lầu. Lên lầu đi, chỗ này tối quá. Lên lầu làm vài hiệu nữa. Sao đây? Mẹ mày. Này nó bị rơi chìa khóa nhà kìa. Tìm thì đéo được em ơi. Nước em để free này. Kinh nhờ. Mà có ba nhiều tiền không ba? À, phát. Có mấy triệu đô mà anh, ít mà. Hay mình mở cái nhá. Có mấy triệu đô mà. Hay bartender, cái này get some rượu chuối hồng. Anh góp tiền mở cái đi. One rượu chuối hồng free. Đó, đồ free á. Hay ba có bán rượu chuối hồng không? Đâu. Đâu? Cho trả đây mà. Đâu? Thay quá, ơi. Rượu cho em pha ma túy đi anh Độ, uống cẩn thận nghiện đấy. Ui, bọn này đi mấy đôi rồi. Bọn này đi mấy đôi giày phát sáng vào ba hợp lý nhở. Thời múa hả quả em. Đâu đây ngồi anh rồi. Từ từ á, làm chén à. Mày bán rượu bếu tè, chàm pèn, di vè đéo gì 30.000 đô liền. Rượu champagne. Quả nhá, anh cũng là được qua quán anh mua một ly vodka 10 đô của họ nhá. anh uống cái ly bị chạc bất kỳ anh, để nó phê đó. Hey. À, DJ đánh sáng để đổ DJ nha. Em ơi cho sáng lên tí được sao tối đấy nhở? Sao nhảy được nhở? Đây nghĩ là thuê DJ quen cú nhá. Có nhảy kiểu đéo lên sao đéo nhảy được nhở? Chứ đứng trên này đéo nhảy được nhở? Đứng ở dưới sàn mới nhảy được anh ạ. Đứng sát rồi thì nó tan được anh ạ. Em thấy bọn ngoài đang đứng nhảy nè anh. Em để sung quay lại. Nó đứng lan can đéo nhảy được nhở? Đe. À đe à? À đe hợp lý. Ui. Tao đây gọi mấy chai nước lọc với cả khăn lạnh đe. Đây đem. Tiểu nhi. Ui, nhìn anh nhảy căng không? Ui, lên. Giơ tay lên anh em, bút tay đập. Rồi, những con cục quăng vậy. Trưởng sang bên phải, trưởng sang bên trái, trưởng lên trên, trưởng xuống dưới. Rồi. Em uống champagne không nhở? Em vừa mua chai gold này. Ua, chai champagne mạ vàng kìa. Ủa, chắc mình nhảy một lúc xong được cộng 5.000 tiền vậy. Ờ, chắc thằng nào tip cho ấy. Qua nó nhét tiền vào credit đi nữa. Bông mai nhá, sóc hộp đấy, sóc lâu quá. Sóc không được là mày tự dốc đi. Em bê đê. Ờ, chúng mày phải nhảy cả trái phải chứ, chúng mày dàn ngang ra, tao bảo là nhảy phải này. Mỏi tay quá. Nhảy trái này, phải này, trái này, lên trên này. Ấy, control được mà. Thôi, không ghi chật chật. Down. Ủa, đúng kiểu mình hay quẩy ở trong ba này anh. Kiểu của em, đúng kiểu mình hay quẩy luôn ấy. Thằng nào xuống dưới kho xem thấy cái bao cát này không, bê lên đây cho anh đấm cái. Đúng động tác rồi đây. Đỉnh không các bạn? Nó làm đẹp nhỉ anh nhỉ? Nó làm được nhiều động tác nhảy vậy. Ui, như con bọ ngạt vậy.
Đề nghị xuống nhà cho chúng tôi kiểm tra cái nhá. Đéo quan tâm nhá. Chơi đi anh em ơi. Chơi đi anh em. Uống đi anh em. Anh đỏ hay khách VIP đi anh đỏ. Đâu. Úi trời ơi. Cháy quá, cháy quá, cháy quá. Rồi xuống cái nhà xin số mà em gái trong té đi nhờ. Xin số nó nhau nhờ chúng mày nhờ. Ba em không có lần bắn ấy đâu. Không có gái. Không có gái à? Ba này ăn chơi lần mạng nữa rồi. Ba chơi lần mạng anh dài rồi. Ôi thằng này vẫn chưa tìm được chìa khóa nhà. Dài. Rơi đây thì tìm thế nào được, chúng có nhảy xuống đá và gầm bàn này mà. Và mua bộ vest cho Bạch. Ôi, anh em mình mua mỗi thằng bộ vest đi, sắp tới còn đi ăn cưới xe me đấy. Đấy, em có sẵn. Làm mỗi thằng bộ đi. Đẹp. Xong rồi ra ngoài hiệu chụp ảnh cái. Thôi em mặc ngay đi đám cưới anh ạ. Bật công tử. Vest hả? True brand. Nó là cái gì nhỉ mày nhỉ? Ui, nó mới brand đầu mới này. Vest đen nhá, vest đen sơ mi trắng nhá. Vest của đen xấu thế nhỉ? You won't find those anywhere else. Cái này dơn này nhảy thế. Cái này nhạy thế nhở. Bấm phách nó qua luôn này. Bộ quần. Nó là bộ nào ấy nhở? Có khi mình phải đổi thôi. Chứ em mặc này giống chú rể của anh ạ. À đây rồi, đây bộ này được. Mẹ trông phết ở đây già thế nhở chúng mày nhở. Uầy, anh đầu ơi. Ơi. Nhìn em giống bà Black Bình không? Rosé. Từ từ đợi tao tí. Ủa em mà đi. Ủa vest đen mà. Mới thông màu vậy. Đấy em là Rosé Blackpink. Em không đủ tiền mua vest đen anh ạ. Underwear nè. Sao không đủ tiền, có 6.000 à. Em có 5.000 anh ạ. Vãi đái. Nhiều. Mày đây hả Tài? Vâng. Trời. Ủa trông mình, anh em mình giống kiểu anh em xã hội vậy đái ấy. Mặc hết vest vào đi xong anh em ra đường nằm loạn. Đấy anh ạ. Chúng mày chọn hết vest đi nhá, anh chạy lên trên này anh cắt tóc hết nhá, xuống bây giờ. Tài cắt tóc không Tài? Tài điếng ơi, tao em dài quá rồi. Em đi cắt tóc luôn rồi. Để cái tóc... Tóc trông mặc vest lịch sự tóc đi. Tóc màu gà này không được rồi. Vào đi Tài. Quán này là của cô anh mở đấy. Đây, chào cô. Cô cho cháu cắt. Chào cô. Sorry. Cô ơi, cho cháu cắt đầu voi cô ơi. Ôi, tự dưng cắt một à? Kìa. Ok, thằng này mày hàng đã đến sau rồi. Chấp hàng. Ôi, tự chấp chung được mà. Chung thì đâu được một người thôi. Chấp ba cái kiểu có một nhân viên vậy. Còn cái ý thôi. Cắt xong đã. Để em ra khang cắt cho mọi người cho. Is some of my best work yet. Ngồi xuống đi anh, tôi đừng dính ghế vậy. Để cái nào cho hợp lý được nhỉ? Từ từ nhá, tao vừa tỉa râu rồi, để tao để tóc đã. Tóc là cái gì nhỉ? Hairstyle. Fake make up. Em cắt cho mọi người, ngồi xuống. Đây hairstyle mày. Thì tóc tao không đẹp không? Tao thử cắt tóc mà. Ui, trông gì cây dài vậy. À sợ không, chuyển cắt tóc rồi. Trông an đuôi với lại tôi. Anh cậu ơi, trông bàn này kiểu không có kiểu khu thẩm mỹ đâu anh ạ. Được, trông kiểu, ui, trông tây vậy đấy luôn, được, tao để kiểu này đi. Trông cũ mà anh. Không, từ đã cắt này. Xong đâu. À, ui, xoay. Ui, đúng hàng lên ơi. Chờ đâu. Sao tóc anh giống tóc em nữa. Tóc mày. Y hệt luôn. Đấy rồi. Ui, trông tao tây vậy đái luôn thề. Không, anh phải tẩy tóc cho giống em này. Kiểu... Thằng này đéo xếp hàng à, bắn chết mẹ mày giờ. À ra, à ra. Bao nhiêu thằng đang đợi từ sáng đến giờ. Ây à. Trông lấc cấc thế nhở. Trông kiểu thái độ ấy đấy. Chết mẹ giờ. Ui, cô cắt đầu voi cho cô. Thường ngày đéo có tiền cắt tóc đâu anh ạ. Không, không có hả. Thì bây giờ thì tao hay quá, người cắt đầu kết để đâu quay nón đấy. Em cắt rồi.
Sao vẫn thế này? Ừ, đang cắt. Cắt đéo được lên ghế đấy. Ui. Ui, đẹp, lại thành đẹp. Đẹp anh. Đẹp. Đầu mày hợp cắt chọc vào đáy luôn đấy. Ui. Cool. Ui, cái mặt hợp vào đáy luôn đấy. Nhìn này. Tao thề nhá, mày để nguyên cái đầu này cho tao. Kiểu đéo thì chúng nó cũng mời mày đi Hollywood đóng xác ướp ai cập luôn. Được anh ạ. Ừ, đẹp vãi đái luôn. Đều có tiền cắt này chắc là rẻ. Ờ, sao nó cắt hoài ấy? Đâu, tao cắt đâu, thằng nào cắt đây? Ôi nhưng mà đi đám cưới đầu này hơi lấc cấc anh độ ạ. Thì lỡ cắt rồi, xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì chóng, đợi nó dài ra thôi, có gì đâu. Trông chiến nhờ, được chưa, ra chụp ảnh được chưa? Trông giả đông táo đấy nhờ. Đây, ra ngoài chụp ảnh này, đây, đi ra ngoài, ngoài này. Chụp đâu rồi nhờ? Chụp ở cột điện này nhá, hay là chụp ở gốc cây bên kia? Giữ đường chú anh ơi. Đây, chụp. Anh em giang hồ. Không phải ra cho đẹp chứ. Ui, view này. View cái trung tâm thương mại. Ok, kim đó nào đẹp chụp đi anh. Trung tâm thương mại Pickford Plaza này, à Rockford. Ôi, đây, có Cadillac để đón anh em mình luôn này. Ui, xịn vãi đái luôn, đi. ra hẳn chỗ tòa thị chính em ơi. Nhưng mà lại từ ta là sao để mà mở cửa vô được cái này. Vào đây, Mervodico, everyone. Vào kiểu gì? Tại cái này là xe thuộc công ty. Ừ. Rồi ôi, lấy xe công ty ra đón mình ấy. Thế nào mẹ. Thế nào cho vô luôn ta kì á. À đây. Như là phải mời mọi người hết vô cái này. Từ, đợi em. Ơ kìa. Ô mày vẫn đang cắt tóc đấy à? Đây, em biến thành Jenny rồi. Jenny bên Black Biển rồi. Đây, nhìn tóc em này. À được rồi. Đó, mời bọn tao. Mọi người bấm điện thoại lên đây xong rồi có cái hình Securi gì đó sợ. Đấy, anh rồi, tóc em anh rồi. Trông chắc không? Vào được. Hình đéo nào nhở? Ui, của tóc chứ. Kinh rồi đấy. Từ đã vào. Cái hình tép bé cuối cùng. Wow, em ngồi ghế cuối nhá. Đó. Ui. Đợi xíu, đó, sao đéo được? Sao you do? Đợi anh ơi. Sao lại cannot accept any more kìa? Ui, hình như ui, tắt đường rồi kìa. Chỉ có 4 người là mắc ở đó, cho thêm rồi. Phải cả đài. Thêm được nhiều người chứ. Bật. Ờ, vứt. Em đi, tao đâu có 2 người đâu à? 4 người à? Xe chạy được 4 người. Ui giời. Mượn cái xe đi lấy con mẹ xe buýt về đi còn hơn. Thôi đi. Ra, đây xe đấy đợi anh với. Đây này. Ra tòa thị chính nhá. Nào, mỗi người pose một cái dáng nào đấy đẹp đẹp một tí nhá. Tạo dáng sao nhờ? Đứng sát lại nhau tí đi. Tạo dáng như nào anh nhờ? Thằng sợ đấy tiếng dịch lên trên thêm vào. Đấy. Ui, trông tao bảnh vãi đái luôn ý. Có cái dao bập vào đây. Tao bập vào đây. Mẹ mày. Bố mày đang chụp ảnh có nhìn thấy không? Đen. Thôi em ơi, thôi. Chị anh kìa. Thôi được, không sao đâu, về Photoshop xóa nó đi vậy. Ở thằng nào nữa đây? Không nhìn thấy gì hết nhá, nghe chưa? Rồi đi à. Nào, dịch vào đây mà. Làm cái ảnh kỷ niệm nào. Đâu đứng dịch vào tí. Thằng Snake trồi lên trên một tí. Ủa, trông anh chân hết kiểu. Được kìa anh à, từ nhá, chụp cái ảnh đã nhá, từ nhá. Từ bố giảng ra anh. Chụp. Anh bảo 1, 2, 3 chụp anh ạ. Từ nhá, nào 1, 2, 3. Mẹ sao mỗi thằng một dáng thế. Ôi giời ơi, ai vào đây, ai vào đây. Sao lại vào vị trí. Sao lại có cảnh sát? Ai tội vậy? Người nào biết cái báo ngoan đấy ơi, thành cái báo ngoan rồi. Thằng nào báo? Thằng bé hồi nãy ơi, thằng màu đen á. Nó chết rồi mà. Tôi chết mẹ rồi. Hai thằng lần. Sao anh vô ơi, chơi luôn. Chơi đi kem ơi, chụp ảnh xong rồi. Đây. Rồi, nó đâu? Súng đéo ở đây. Mày là. Mày là.
Mày lần đầu thấy luôn đấy. Ui, quên đủ vé xe luôn. Ui, bắn ngoài anh nhỉ? Quả súng đỉnh ra đá ạ. Để cho nó bắn hết đi anh em mình đứng xem. Ừ. Anh đỡ bay qua đó, đỡ bay không là. Quả súng. Ai ơi. Ui, bắn chết luôn à. Ném cái đéo đi đây. Hai cả đài. Ui, máy bay đến nó mầm này. Từ thủ ở tòa thị chính. Đem đi đây. Ok kìa. Ủa, ai bật vớt ở đồng kia. Ây da. Ôi, cẩn thận có bom nhá. Ô, đéo thằng nào bắn máy bay à? Có máy bay trên đầu kìa. Đâu rồi, rồi. Đâu. Ui, ui. Đúng rồi, bắn đi. Thấy tên lửa bắn kích về đây. Vẫn chưa chết, vẫn chưa chết kìa. Ui, chúng mày có cả đặc nhiệm đến rồi. Cơ động đến rồi, chúng mày cẩn thận đấy. Thử, thử, thử. Vật ngoài tình. Cẩn thận, bắn nhầm xe anh nhá. Rồi, cẩn thận rồi, à đây. Đặc nhiệm. Bắn chết tại là súng của tao hả? Ui, thằng chung bắn súng. Ây da. Ô, chết mẹ rồi. Em vẫn nhầm lúc anh gọi. Vãi cả đáy ạ. Anh đang nhầm đến anh ơi. Ây à. Tao đang xem mà. Ây à. Ây à. Bộ đặc nhiệm này mạnh quá anh ơi. Cẩn thận đấy, bộ đặc nhiệm nó có cả súng ngắm đấy. Ui, cẩn thận có súng ngắm đấy. Chơi cơ bằng em. Ủa? Thích được bắn em. Đâu? À đồ giết kìa, một mình kìa. Đặc nhiệm nó bắn đấy. Không, à đồ giết kìa, nó núp lâm kìa em thấy rồi nha. Làm đéo có. Trình độ nha. À đồ nha, chạy này, chạy này. Đâu, làm gì có. Ây da, ây da, ây da, ây da. Anh núp đi đâu. Đâu đâu anh ta. Ây da, ây da. Chạy ra mày súng. Chơi kiểu súng bá cái đấy mày. Ây da, anh ta lửa đâu vậy? Uầy. Mà dù là lúc nào nhỉ? E là F ấy nhỉ? Cái đéo gì đấy? À, chắc máy bay nổ. Sợ. Mượt. Lâu không chơi GTA thích thế nhỉ? Bấm nút ít thử anh coi có nó xè khói không? Ít chứ. Nút ít lên. À, có tải khói này. Nhưng mà sao khói màu đen nhở? Cái này là phải vô trong kia để mà đổi màu anh ơi. Ôi, mày vui con khói. Tôi mày sẽ lên à. Tôi sẽ lên cái tòa nhà cao nhất này các bạn nhé. Nhưng mà có vẻ như là đéo ổn rồi. Đây rồi, tôi nhìn thấy chỗ tiếp cận được rồi các bạn. Tôi chết còn mẹ rồi. Có bay dù lần nữa được không? Ây. Cuốn quá, cuốn quá.